Tại các nơi đến thăm đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng các chức sắc cùng các tăng ni Phật tử đón mùa Phật Đảng vui tươi, phúc lạc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho biết, thời gian qua trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cùng với cả nước, tỉnh đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân. Đồng chí ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực của các chức sắc tín đồ Phật giáo đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh đặc biệt trong thời gian qua hưởng ứng lời kêu gọi của đảng nhà nước Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đã hướng dẫn vận động các tăng ni phật tử các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh dừng mọi hoạt động lễ nghi tôn giáo tập trung đông người đồng thời tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch covid 19 của tỉnh đồng chí cũng lưu ý chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trước tình hình dịch covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc thông tin đến các tín đồ giáo hội sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức tài góp phần cùng địa phương thực hiện thành công cuộc bầu cử đồng hành cùng chính quyền nhân dân xây dựng tỉnh đắk lắc ngày càng phát triển đại diện các chức sắc cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động của Phật giáo tỉnh, đồng thời khẳng định toàn thể Giáo hội Tăng Ni tín đồ Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước từ thiện nhân đạo, thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc phòng chống dịch Covid-19.